Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào cô Thu Hà. Chào Minh Tuấn. Hồi nãy khi mà bắt đầu chương trình là Minh Tuấn đã để ý cái dĩa mực này rồi. Con mực quá ngon mà trên bàn lại có thêm ớt nè, rồi gừng nè, rồi sả nữa. Cô tính làm món mực xào chua ngọt đúng không? À không phải món xào mà là món gỏi đó Minh Tuấn à. Mà nghe cô nói như vậy thì chắc là không biết là có ai yêu cầu cô để làm món này hay không, hay là hôm nay cô biết Minh Tuấn thích ăn mực nên là tặng cho Minh Tuấn. Đúng rồi đó Minh Tuấn, không phải là Minh Tuấn thích mực đâu mà là vì đây là một cái yêu cầu của rất nhiều quý vị khán giả đã gửi đến fanpage Món Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện món gỏi mực cay. Để làm món gỏi mực cay, chúng ta cần chuẩn bị mực tươi 250g, cần tây, nấm tuyết, hành tây, ớt hiểm băm, tỏi phi, gừng đập dập, tỏi băm, sả bào, ớt sừng cắt sợi, gừng cắt sợi, lá chanh cắt sợi, tương ớt, mè trắng rang, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Lisa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt lên một ít nước để chúng ta sẽ trụng phần mực này. Mực thì chúng ta mua về chúng ta rửa sạch thì chúng ta sẽ cắt mực ra, khứa caro ở bên trong con mực. Khi chúng ta cắt mực xong thì nước cũng vừa sôi, chúng ta sẽ cho vào trong cái phần nước này gồm có gừng đập dập, nửa muỗng canh muối, cho một ít giấm. Và công dụng của giấm là để làm gì cô ạ? Chúng ta sẽ chần mực với lại gừng nè, với giấm và muối nữa để cho cái mực chúng ta sẽ thơm hơn và thấm vị. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần mực này chần. Chúng ta chỉ chần mực vừa chín thì mình sẽ vớt ra. Và bây giờ thì mực chín rồi đó, mực nó đã trong đều hết rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Dạ. Sau khi vớt ra mực ra thì chúng ta sẽ rửa mực qua cái nước đá làm lạnh ngay. Như vậy thì mực sẽ giòn. Phần nấm tuyết này bây giờ thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Cần tây chúng ta sẽ cắt lát. Phần hành tây này thì chúng ta sẽ cắt lát, nhưng mà đối với món gỏi á, thì chúng ta sẽ cắt lát ngang củ hành tây nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha nước trộn gỏi, cho phần gừng cắt sợi ngâm với lại 1/3 chén nước ha. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa và 1 muỗng canh đường. Bây giờ mình sẽ pha nước trộn gỏi, 1 nửa muỗng cà phê muối, 1 nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 3 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa, cho vào đây 2 muỗng cà phê ớt hiểm băm và khoảng 1 nửa muỗng canh tỏi băm. Sau khi mà mình đã pha và khuấy tan các cái gia vị ở trong cái phần nước trộn gỏi này, cho 1 muỗng canh vào trong cái phần mực này, mình trộn đều lên. Như vậy thì mực mình sẽ thấm gia vị ha. Tiếp theo thì mình sẽ trộn gỏi và mình sẽ cho hành tây cũng như là cần tây vào trong thố ha. Cho phần sả bào này vô. Chúng ta sẽ lựa sả trắng và non để cho món ăn dễ ăn và đồng thời rất là thơm. Cho cái phần gừng mình đã ngâm vào trong này, phần ớt cắt sợi. Và chúng ta sẽ cho mỗi thứ gia vị này khoảng 1/2, gồm có mè trắng rang nè, tỏi phi nè và lá chanh cắt sợi. Sau đó thì mình sẽ cho luôn cái phần nước trộn gỏi này vào. Sau khi mà trộn đều các cái rau này xong thì bây giờ mình sẽ cho phần mực vào mình trộn luôn. Em thấy là cô đang trộn tất cả các loại rau củ lại với nhau, tuy nhiên cô lại không dùng nấm tuyết cho vào trước mà lại cho mực vào trước, có nguyên nhân gì không cô ạ? Đối với món ăn này thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cho nấm tuyết vào trộn sau cùng. Như vậy thì nấm tuyết sẽ thấm đều gia vị như là các nguyên liệu khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày món gỏi mực cay ra đĩa nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rắc lên một ít mè nè, một ít tỏi phi và lá chanh cắt sợi. Và để đẹp hơn thì chúng ta sẽ cho một cọng rau thơm lên. Và bây giờ thì Minh Tuấn sẽ thay mặt quý vị khán giả đã gửi yêu cầu về chương trình thưởng thức món ăn này ha. Tuấn rất sẵn sàng cô ơi. Wow, rất là ngon. Tuấn cảm thấy được rằng là vị thơm cũng như là chua chua cay cay. Và điểm đặc biệt nữa đó chính là phần mực cũng như là rau củ giòn tan trong miệng luôn. Chắc chắn đây sẽ là một món ăn rất là ngon khi mà chúng ta thực hiện tại nhà của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, món ngon trong tích tắc đó chính là tiêu chí của Món Ngon Mỗi Ngày. Và sẽ có rất nhiều món ngon để thực hiện trong tích tắc tại trang web mongonmoingay.com quý vị nhé. Hãy truy cập và cùng tìm hiểu. Và đến đây thì đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.